Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 16, điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng, thuộc chủ đề số 3, làm quen với hình phẳng, hình khối, sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 49 nào. Rồi, đây là bài 16 thuộc chủ đề số 3, đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng vào phần hoạt động tìm hiểu kiến thức. Ở đây các em quan sát này, ba bạn ngồi nói chuyện với nhau, đúng không nào? Thì bạn Việt nói này, Việt giúp tớ cắt đoạn dây này thành hai đoạn bằng nhau nhé. Đấy, tức là bạn Nam đây này, bạn có một cái dây này, đó, giống như dây thầy đang cầm đây, đúng không? Vậy thì làm thế nào mà cắt được cái dây này này thành hai đoạn bằng nhau? Đó. Vậy thì bạn robot bạn nói này, cậu phải cắt ở trung điểm của cái đoạn dây ấy. Vậy thì bạn robot bạn nói này, trung điểm của cái đoạn dây. Vậy thì trung điểm là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá tiếp nhé. Rồi, mình sẽ tìm hiểu cái khái niệm đầu tiên, đó là điểm ở giữa. Đấy, các em quan sát cái hình ở đây. Ta cho mình nè, một cái đường thẳng như thế này, có điểm A, điểm B, điểm C. Đấy, từ A đến B này là 3 cm, từ B đến C là mấy? 2 cm. Vậy thì người ta cho này, A, B và C là 3 điểm thẳng hàng. Đúng là, vì sao? Lớp 2 chúng mình đã học rồi, 3 điểm thẳng hàng là nó cùng nằm trên một gì? Trên một gì? Một đường thẳng, đúng là. Đấy, vậy thì ABC này cùng nằm trên đường thẳng nên nó thẳng hàng nhé. Rồi, B là điểm ở giữa hai điểm A và C. Đấy, như vậy B này ở giữa, thì các em hiểu ở giữa đây này, tức là đây điểm A này, đây là điểm gì? Điểm C này. Như vậy thì cái điểm A, điểm C đây này là hai cái điểm cố định. Vậy thì bây giờ có một cái điểm B á, thì điểm B nó có thể nằm ở cái khoảng này này, từ A cho đến C đây này. Đấy, từ A đến C này. Như vậy thì cái điểm B nó nằm bất cứ chỗ nào trong cái khoảng A đến C, thì người ta gọi đây là ở giữa nhá. Nhớ từ ở giữa nhá. Tức là gì? Nó nằm giữa A và C nên được gọi là gì? Điểm ở giữa. Chúng ta hiểu chưa? Điểm này gọi là điểm ở giữa. Như vậy B nằm đây này, cũng đây là gì? Điểm ở giữa này. Hoặc B nằm tít bên này này, nó cũng là điểm ở giữa này. Hoặc nó nằm ở đây này, cũng là điểm ở giữa. Miễn làm sao là gì? Nó nằm trong khoảng từ A đến gì? Đến C. Đấy, vậy thì đây gọi là điểm ở giữa. Nhớ nha. Và kiến thức này lên lớp 6 chúng mình sẽ còn học nó nữa. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đến với một cái khái niệm tiếp theo, đó là trung điểm của đoạn thẳng. Rồi, người ta lại cho mình cái hình như sau. D, H, E. Đấy, và có này, đoạn DH này, tức là từ D đến H là 3 cm, từ H cho đến E cũng là 3 cm này. Đấy, chúng ta chú ý về cái đơn vị của nó này, 3 cm, đây cũng 3 cm. Được chưa? Đó, vậy thì nói gì nè, H là điểm ở giữa hai điểm D và E. Đúng không? Đúng, đúng là, tức là nó nằm trong khoảng từ D đến E. Độ dài đoạn thẳng DH, DH bằng độ dài đoạn thẳng HE. Vì sao? Vì nó cùng bằng 3 cm. Và ký hiệu độ dài hai đoạn thẳng bằng nhau thì chúng ta ghi là DH bằng HE. Đấy, vì sao nó bằng nhau? Vì nó cùng gì? Cùng bằng 3 cm này kìa.
Đấy, nên nó bằng nhau nhá. Đấy, nhiều em không hiểu nên thầy viết vào đây. Vậy thì H được gọi là trung điểm của đoạn thẳng D, DE. Các em hiểu chưa nào? Như vậy, trung điểm, trung điểm là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu của đoạn, đoạn thẳng, khác so với điểm ở giữa nhá. Các em hiểu nhá. Đây, điểm B đây này, nó là điểm ở giữa nhưng là không là trung điểm của AC được. Bởi vì sao? Nó không cách đều. Còn điểm H này này là điểm ở giữa và điểm H này nó là trung điểm. Vì DH bằng H, HE. Nói một cách ngắn gọn lại, trung điểm là điểm nằm giữa cách đều hai đầu đoạn, đoạn thẳng. Nhớ cho thầy. Được chưa? Đấy, vậy thì kiến thức của chúng ta xong nhá. Như vậy quay lại cái bài này thì bạn robot bạn nói đúng không? À, bạn Việt này muốn cắt được cái đoạn dây đây này thành hai đoạn bằng nhau thì bạn Việt phải làm sao? Cắt ở đâu? Cắt ở trung điểm của cái đoạn dây. Đúng không? Đấy. Đúng chưa nào? Được chưa? Rồi, và bây giờ mình sẽ áp dụng những kiến thức này để vào phần luyện tập cũng như là gì? Thực hành. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu là đúng thì ghi chữ đờ, sai thì chúng mình sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Như vậy ở đây có này, các em quan sát. Người ta cho mình cái hình này. A, M, B, N, C. Đấy, từng cái hình này, đoạn AM là 3, đoạn MB là 3, BN là 3 và NC là 2. Rồi, ta phát biểu như sau. Câu A này, M là trung điểm của đoạn AB. Đây, M đây các em. A đây, B đây. Đấy, như vậy thì mình thấy AM nó bằng với gì? MB. Đúng không? AM này bằng M, MB. Vì sao các em? Vì nó cùng bằng mấy? 3 cm. Đúng nào? Nên đây sẽ là đúng. Vậy thì mình sẽ ghi chữ, chữ đờ. Được chưa? Rồi, câu B này, N là điểm ở giữa hai điểm B và C. Đây điểm N đây, đây điểm B, đây điểm C. Chính xác không? Quá chính xác, đúng nào? Vậy thì đây cũng là câu đúng. Rồi, câu C, N là trung điểm của ba của đoạn thẳng BC. Có là trung điểm được không các em? Đây là 3 này, đây là mấy? 2. Như vậy thì N đây chỉ là điểm ở giữa chứ không là trung điểm nhá. Bởi vì sao? Nó không cách đều. Đúng không? Nên câu này là sai. Câu D, B là điểm ở giữa hai điểm M và N. Đây, B này, điểm ở giữa hai điểm M và N. Như vậy thì chúng mình thấy M, N, B này có thẳng hàng không? Không thẳng hàng này các em. Đấy, chỉ có M và B thẳng hàng thôi. Còn N nó nằm tít lên trên này, nên đây không gì, không đúng nhá. Do vậy đây cũng sẽ là câu gì? Câu sai nha các em. Đấy, chúng ta có lý thuyết ở đây nè. A, B, C là 3 điểm phải thẳng hàng thì điểm B nó mới nằm ở giữa được. Còn ở đây là gì? Anh này anh có nằm, nằm giữa rồi nhưng mà M, B, N này không gì? Không thẳng hàng. Xong chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài số 1. Sang bài số 2. Trong cái hình bên, câu A này, tìm 3 điểm thẳng hàng. À, như vậy giờ chúng ta sẽ tìm ở cái hình bên đây. 3 điểm thẳng hàng, đó là những cái điểm nào? Thẳng hàng thôi các em. Quá dễ đúng không nào? Rồi câu A này, 3 điểm thẳng hàng. Thẳng hàng là chúng cùng nằm trên gì?
trên một đường đường thẳng, đúng không? Ba điểm thẳng hàng sẽ là, đấy, chúng ta sẽ ghi ra đây. Các em dùng thước hoặc các em nhìn quan sát bằng mắt này, chúng ta sẽ thấy này, A, H gì? B. A này, H này, B này. Đó, A, H, B. Được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ có là H, M, K. Được chưa? H này, M này, K này, thẳng hàng đúng không? Và C, K, D. C này, K này, D này. Đấy, như vậy chúng ta đã có là gì? Các cái điểm mà có 3 điểm thẳng hàng ở cái hình này. Xong nhá. Giờ đến câu B. Điểm H ở giữa hai điểm nào? Đây, các em nhìn thấy điểm H này. Giữa hai điểm đó là điểm A và điểm gì? Điểm B. Vậy thì mình chỉ việc trả lời thôi. Điểm H ở giữa hai điểm là gì? A và B. Được chưa? Rồi, đến câu C nhé. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Đấy, điểm M này các em. Đấy, như vậy ta thấy này, HM với lại MK nó bằng nhau không? 1, 2, 3, 4 ô. Bên này 1, 2, 3, 4 ô. Như vậy điểm M sẽ là trung điểm của đoạn H. H gì? HK. Điểm M là trung điểm. M sẽ là trung điểm của, người ta hỏi là của đoạn thẳng nào? Đấy, thì mình sẽ ghi là của đoạn, đoạn gì? Thẳng H, K. Được chưa các em? Xong nhá. Rồi, như vậy mình đã xong rồi bài số 2. Sang bài số 3, ta yêu cầu là gì? Nêu tên trung điểm. Đấy, tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ. AC này các em, A đến C này. Rồi, như vậy thì mình sẽ phải tìm nè. A đến C thì G hay là H là trung điểm, thì chúng ta sẽ đếm ngay cái số ô này, không cần phải đo đúng không nào? 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô. Đấy, đến H này, từ A đến H là 6 ô. Từ H đến C các em đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy mình sẽ thấy nè, AH sẽ bằng với HC. Đúng nè, AH này bằng HC. AH mà bằng HC nên là điểm H sẽ là trung điểm của ai? Của AC. Được chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ ghi đây là điểm H. Các em ghi này ra tập hay vở của mình nha. Điểm H này là trung điểm, là trung điểm này, trung điểm của gì? Của AC, của đoạn thẳng AC. Các em ghi cho rõ nhé, của đoạn thẳng, viết cái này thì chữ nó hơi xấu các em, đoạn thẳng AC. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã xác định được điểm H. Rồi, đoạn thẳng tiếp theo là đoạn BD này. B đến D thì mình sẽ thấy ngay là B đến D chỉ có mỗi anh nào đây? G thôi, đúng không? Vậy thì mình lại ghi tiếp theo đây là điểm, điểm gì? Điểm G, đúng không? Là trung điểm. Nói các em ghi lại cái đó nhé.
Như vậy thì đây sẽ có là điểm điểm G. Điểm này, G đây này, sẽ là trung điểm của đoạn thẳng BBD. Được chưa? Và H lại là trung điểm của AC. Xong chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta đã xong phần hoạt động thực hành. Bây giờ mình sẽ đến với hoạt động luyện tập. Hoạt động luyện tập. Người ta cho bài số 1, câu A. Quan sát cái hình vẽ rồi trả lời câu hỏi. Đấy, hình vẽ đây. Cho một cái thước này. Đấy, và đây là gì? Một cái đoạn thẳng này. Ta hỏi câu A này. Điểm M có là trung điểm của AB hay không? Hay các em thấy này. A đến M là mấy? 3. M đến B cũng là gì? 3. Như vậy AM bằng M, MB. Nên mình sẽ trả lời câu A ở đây là sao nhỉ? À, điểm M có là, vậy thì chúng ta sẽ trả lời có là trung điểm M này, có là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đấy, của đoạn thẳng nhá. Của đoạn thẳng B, à xin lỗi, AB. Đoạn thẳng AB. Đó, nếu giáo viên mà hỏi nữa thì chúng ta có thể cho một cái đó là AM bằng với M, MB. Vì nó cùng bằng mấy? Cùng bằng 3 cm này. Đấy, thì giáo viên sẽ vô cùng ngạc nhiên và gì thích thú bởi sao chúng ta hiểu bài đấy. Rồi đến câu B. Điểm B có là trung điểm của đoạn AC hay không? Đây điểm B. Chúng ta sẽ đếm điểm B này. Điểm B đây. Của đoạn AC. Như vậy các em đếm ở đây cho thầy. Từ A đến B là mấy? 6. Đúng là từ A này cho đến B đây này, 6 này. Từ B cho đến C này các em đếm này, 1 2 3 4 5 6 7. Vậy thì từ B đến C này, này 7 cm này. Đó. Như vậy 6 cm với 7 cm nó có bằng nhau không? Không bằng nhau. Đúng không? Nên nó có là trung điểm được không? Không là trung điểm được, nó chỉ là điểm gì? Điểm ở giữa thôi, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ trả lời câu B ở đây. Điểm B không là trung điểm nhé. Các em lại ghi không là trung điểm, không là trung điểm của cái đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AC. Đấy, nếu giáo viên mà hỏi thì chúng ta có thể trả lời vì sao đây? Vì nè, đây là cái thầy viết thêm nhé. Vì AB, vì đoạn AB này không vậy, không bằng đoạn BC. Được chưa? Rất là chặt chẽ nhé. Rồi, sang bài số 2. Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và NP. MN đâu? Ai từ M đến N? Thì các em nhìn đây nó có mấy ô này? 1, 2, 3, 4. Như vậy từ M đến N là 4. Thì chúng ta sẽ thấy trung điểm của nó sẽ là điểm nằm giữa, cách đều, đúng không? Vậy thì trung điểm của nó đây sẽ là điểm gì? Điểm Y này. Được chưa? Đấy, vậy thì các em ghi vào đây thôi. Mình sẽ ghi là gì? Trung điểm. Trung điểm này. Trung điểm của cái đoạn thẳng
đoạn thẳng gì? MN. Trung điểm của đoạn thẳng MN là cái gì? Sẽ là điểm Y. Là điểm Y. Đó, ghi rõ chữ điểm nhé. Là điểm Y. Rồi. Giờ chúng ta sẽ xác định đoạn NP. Các em thấy từ N đến P này. Như vậy thấy thằng E ở đây này. Thì thằng E chúng ta loại ngay. Bởi vì sao? Đoạn NE này không thể bằng đoạn E gì? EP được. Đúng không? Đó, như vậy thì chỉ có K đây thôi. Các em đếm xem có đúng là số ô bằng nhau không? 1, 2, 3, 4. Từ N đến K là 4. Từ K cho đến B. 1, 2, 3, 4. Như vậy anh này cũng là 4. Vậy thì K chính là gì? Trung điểm. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ trả lời tiếp theo. Trung điểm của đoạn thẳng gì? Trung điểm của đoạn thẳng NP là điểm gì các em nhỉ? À, chính là điểm K. Xong chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 2 này nhé. Rồi, sang bài số 3. Quan sát cái tranh rồi trả lời. Cào Cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB. À, tức là chú Cào Cào này kìa. Đấy, chú đang đi đây. Vậy thì giờ muốn biết là trung điểm của AB thì mình phải xác định xem từ A đến B này trung điểm ở đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì 8 thì nó trung điểm nó phải là cách đều, nó ở giữa đúng không? Vậy thì 1, 2, 3, 4 đây chính là trung điểm này kìa. Đấy, đây chính là trung điểm của cái đoạn thẳng AB này. Vậy thì con Cào Cào nó đi này, cứ mỗi một cái vạch này đi một bước này, hai bước này. Đó, đi đến đây là ba bước, bốn bước. Như vậy Cào Cào đã bước được mấy bước rồi? Hai bước rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần trả lời Cào Cào đi thêm mấy bước nữa? Hai bước nữa thôi đúng không? Đó, vậy các em viết vào đây thôi. Cào Cào này. Cào Cào cần nhảy thêm. Cào Cào cần nhảy thêm mấy? Hai bước. Để gì? Để đến trung điểm. Đúng không? Để đến trung điểm. Để đến được trung điểm của cái đoạn thẳng AB. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài số 3 này nhé. Cần nhảy thêm đúng không nào? Rồi, sang bài số 4. Bài số 4. Việt có một đoạn dây dài 20cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia cm thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10cm từ đoạn dây ban đầu? Cái này có giống tình huống mà bạn robot bạn nói không nhỉ? Tình huống ban đầu đó các em. À, như vậy nếu mà không dùng dây thì chắc chắn là gì? Việt phải tìm ở đâu? Ở cái gì đây? Trung gì? Trung điểm. Phải xác định được trung điểm của gì? Của cái đoạn dây. Đó. Vậy thì trung điểm của đoạn dây, nếu như mà dùng thước thì chúng ta đo một cái ra rồi đúng không? Nhưng đây là không dùng thước này. Đấy, các em thấy này. Đây, giả định thầy có cái đoạn dây như thế này này. Được chưa?
Vậy thì giờ muốn xác định được trung điểm của nó thì mình sẽ gì? Gấp đôi cái đoạn dây này, làm sao cho hai cái mép này, hai mép tức là hai đầu của đoạn dây nó trùng với nhau. Đấy, bằng ta giữ cố định nó quay sang bên này nè. Đấy, thì cái đầu còn lại đây này của đoạn dây đây này chính là gì? Trung điểm này. Đó, và sau đó chúng ta mở cái đoạn dây này ra. Mở ra và chúng ta dùng gì? Dùng kéo cắt đúng vào cái trung điểm đây. Được chưa? Đấy, như vậy thì đây chính là cách để cho bạn Việt bạn làm được. Dễ dàng không? Đấy, thầy hướng dẫn rất là dễ dàng đúng không nào? Rồi, và đến đây thì chúng ta cũng đã kết thúc cái bài này. Hơi dài tí nhá, đừng quên là chia sẻ kênh và giới thiệu kênh này cho các bạn, các em nhé.